Xin chào các bạn. Tiếp tục với chủ đề là Yamaha MT-15. Hôm nay mình đang trên đường đi tour Sài Gòn Đà Lạt. Thì tiện thể mình test thử độ sáng trên cặp đèn trợ sáng mình lắp cho chiếc Yamaha MT-15 này luôn. Các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để đón xem nhiều video hơn về các chủ đề Yamaha MT-15 nha các bạn. Thì cái video mình lắp cặp đèn trợ sáng trên chiếc Yamaha MT-15 này mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả để cho anh em xem lại cái cặp đèn trợ sáng cũng như công tắc mặt các thứ về cái nguyên một bộ đèn trên chiếc Yamaha MT-15 này. Mình cảm nhận được cái bộ đèn trên chiếc Yamaha MT-15 này hoạt động rất là hiệu quả cho cái cường độ sáng cực kỳ tốt. Thế cặp đèn trợ sáng mình lắp trên chiếc Yamaha MT-15 này là cặp đèn trợ sáng L4X chip XPL V6 Secret. Thì cái chip này nó cho cái cường độ sáng là sáng gom, cho nên là mình chiếu được cực kỳ xa luôn. Thì như trên video các bạn có thể thấy, thì khi mà mình bật cái đèn trợ sáng này lên thì cái tầm quan sát ở xa các bạn có thể quan sát là nó lên tới 100m, tức là các bạn có thể phát hiện được cái chướng ngại vật nó cách xa các bạn 100m đó. Các bạn nhìn cái luồng sáng phía trước nha. Còn cái độ sáng mà nó tỏa trên đường thì nó rơi vào khoảng tầm 40m thôi, thì cũng đủ cho các bạn quan sát được cái mặt đường nó như thế nào. Còn cái cường độ chiếu sáng, tại vì mình để cái góc đèn là gần như là song song với mặt đường luôn, cho nên là nó chiếu cực kỳ xa. Và cái tầm quan sát xa nhất mình có thể quan sát được là khoảng 100m, thì nó rất là đảm bảo cái cường độ ánh sáng cho các bạn quan sát được để các bạn đi đường dài, đi tour buổi đêm sẽ được an toàn hơn. Và một công dụng nữa là có cái cặp đèn này thì mình bắt xin mình vượt xe rất là dễ luôn. Mình bắt xin mình báo hiệu cho xe tải, xe khách là đang có xe đi đằng sau, và mình xin đường mình vượt rất là ok. Đó, các bạn có thể thấy không, nó rất là xa luôn, chiều xa khoảng 100m. Thì nguyên một bộ đèn này mình đã review rồi, nó hết 3,5 triệu. À xin lỗi các bạn, đèn cặp đèn thôi là đã 3,5 triệu rồi. Ngoài ra còn công tắc này, mặt này, vân vân. Các bạn xem kỹ ở cái video trước mình để ở bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nha. Nếu các bạn đi tour, các bạn đi tour buổi đêm trên chiếc Yamaha MT-15 này thì các bạn nên lên cái cặp đèn trợ sáng là bóng mắt này. Mình cảm thấy rất là ưng ý với cặp đèn trợ sáng trên chiếc Yamaha MT-15 này. Và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để đón xem nhiều video hơn về các chủ đề Yamaha MT-15 này nha các bạn. Bye bye, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.